vaccine là một tín hiệu rất là đáng mừng. Tại vì rõ ràng là năm vừa qua cuộc sống của chúng ta ảnh hưởng rất là nhiều. Và bản thân Vân không chỉ là một công dân mà còn là một người mẹ. Thì Vân muốn cho con cái của mình được vui đùa, được trở lại cuộc sống như ngày xưa. Và việc mà chúng ta tìm ra được những giải pháp để chúng ta có thể đẩy lùi đại dịch, không chỉ bảo vệ cho bản thân của chúng ta, mà đó chính là chúng ta tạo ra một tương lai tốt hơn cho thế hệ mai sau. Vân nghĩ là không chỉ riêng Vân đâu, mà tất cả mọi người, chúng ta hãy cùng nhau chung tay là một cộng đồng. Đây không phải là trách nhiệm của chính quyền mà còn của mỗi người công dân chúng ta nữa. Mình có thể ủng hộ bằng tinh thần nè, mình có thể ủng hộ bằng tài chính, hoặc là bây giờ tất cả mọi người cũng đều có mạng xã hội thì mình có thể share những cái thông tin tích cực để tất cả mọi người cùng chung tay bảo vệ cho chính bản thân mình và bảo vệ cho những người xung quanh. Và chúng ta hãy là một quốc gia đứng đầu tiên phong trong việc đẩy lùi Covid-19. Cộng đồng chung tay mang vaccine về ngay. Cùng nhau chúng ta sẽ làm nên điều kỳ diệu. Mình vì mọi người vì mình. Triệu trái tim, một tấm lòng, vaccine vượt qua Covid. Triệu trái tim, một tấm lòng, vaccine vượt qua Covid.